gửi à, gửi là 20 triệu còn nhá. Vâng. Đây là 20 triệu tiền vật liệu trả thêm cho nhà đồng chí trưởng thôn. Em đến đi, 20 triệu. Đủ chưa? Đủ 20 triệu. 20 triệu đấy là của nhà trưởng thôn nhá, tiền vật liệu nhá. Đây là 20 triệu tiền nhà của anh Vư Cụt Tay. Mang đồ vào đi. Xin chào tất cả các bạn nhá, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Tất này mang hết vào trong đấy. Tất này là của cô Thiệp. Cầm hết vào đi. Cô Thiệp ở Lạng Sơn gửi tất. Đấy. Đồ ăn vào trưa nay nấu cơm ở nhà trưởng thôn để gọn bàn tí việc. Tiền nong để gửi bớt tiền đi cho cái anh chở vật liệu này. Đấy. Nhà trưởng thôn là đang buộc rằng. Trưởng thôn đi đâu rồi cơ? Đây à? Ấy, khung rằng đấy. Đây. Hả? À, xin chào. Vợ của trưởng thôn này. Quá ư? À, cái này mang vào để tí nó thái ra để nấu tí anh ăn cơm ở đây. Vâng, em nấu cơm rồi mà. Nấu cơm rồi à? Cái tất này anh mang đây nhá, là cái này là để em tí nữa mai kia em phát cho nhà nào cần để phát cho nhá, của cô Thiệp nhá. Đấy, cô Thiệp Lạng Sơn. Còn bên kia là anh mang đi đám dầu. Mỗi nơi cho một tí nhá. Đang nấu cái gì đấy? Ớt nướng à? Thế tí nữa bảo Trung nó ở đây xong rồi để anh gửi gửi tiền cho nó một phần. Vâng. Gửi trước 20 triệu mới cả anh thanh toán cái tiền mấy nhà kia đấy. Vâng, nhá. Vâng. Cái kia em rửa hết. Cái kia em rửa hết đi cho anh xong là thái trộn lẫn vào với nhau ấy. Vâng. Xong là có gừng không? Hết rồi. Hết gừng thì cho một ít xả vào. Trộn lên ướp vào nhá. Tí anh xuống thì cũng xào. Cứ thái ra xong ướp mới xả đi. Rồi. Anh mới cả ước chạy lên trên kia nhá. Không, thì chẳng quay về, mang đồ ăn vào đây rồi. Phải quay về chứ. Đây bây giờ họ đang ấy à? Cái này có qua được không? Rồi. Thợ đi được thôi nhưng mình không đi được. Xong đánh xe vào đâu đi, tí nữa anh xuống thanh toán tiền, anh có đi lên tí ăn cơm nhà quả. Chào chú. Ồ, gạch cho nhà anh Vư. Đây nhà anh Vư. Đấy. À, dạ vâng. Đây bao nhiêu viên đây? Trèo lên. Vâng. Chào nhá.
xe không xuống được dưới này. Đấy, cát phải đổ trên cái tả ly này cho nó trôi xuống. Có ếch, mách. Bị cắn người à? Xong rồi chưa? Hả? Ừ. Xong rồi. Xong quái giang rồi à? Cột xong rồi à? Ok đấy, nhờ. Vâng. Xin chào. Messi Cucu. Toán này, cái này đến này là dừng rồi gì? Thế thôi gì? Không cao quá. Mấy mét rồi đây, chỗ đấy là mấy mét rồi? Mét này lên đỉnh nóc nữa là bao nhiêu? 4 mét rưỡi phải không? Rồi. Cái nào cái cột kia? Cái nào? Thế phải cắt bớt đi. Tròn 5 mét á? Như thế mái nó dốc. Nhìn như này là cao lắm rồi này. Cao hơn nhà báo rồi phải không? Đấy. Cao hơn như này là ok rồi. Này là thoải mái rồi đấy. Không. Đến rồi. Đến cái mép đấy là được ok rồi đấy. Thế nào anh xem mấy hàng gạch rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 hàng rồi. 34 hàng có gần hơn 3 mét rồi đấy. Hơn 3 mét rồi à? Vâng. 34 hàng là hơn 3 mét rồi phải không? Vâng. Đốc chéo lên nữa, phải không? Chéo lên tầm khoảng 1 mét dưới thôi được rồi, nhưng mà táo bảo cho lên. Không, cao quá, cao quá. Thế ok đó. Đây nó lên đằng trước này nữa mà. Đấy, nhà anh Vư Thắng cũng sẽ sơn cho anh Vư màu xanh nhá. Đấy. Nhà anh Vư đằng trước này lại không không đổ cái lồi ra này à? Toán này, anh hỏi tí này, cái đằng trước này thì là nó không đổ lồi ra này thì làm kiểu gì? À, chủ nhà không thích lồi cái này ra. Thích mặt tiền là bằng lì luôn. À, rồi là anh Vư. Thế nhưng mà vẫn mái nó vẫn phải chờm ra đằng trước này nhá. Mái là phải nhớ là chờm ra hơn mét đấy. Tại vì mưa nó còn giọt xuống mà, đúng không? Mét thì trừ khi gọi là làm cái sắt, sắt đây xong bán ra thôi. Đúng rồi. Phải làm 4 cái a 1 2 4 cái phải không? Cái đằng cuối bếp kia nó là 5. Cần phải 5 không? Hay 4? 4 nhá, làm cái đấy thiết kế nó ra. Mà sắt này phải lấy cái can to bán trực tiếp một trường này cơ. Thì đấy, cái thợ thiết kế cái đấy. Đấy, cửa sổ nhà ông Vư to hơn nhà ông Báo ấy phải không? To hơn à? Đấy, hai bố con anh Vư rất khỏe.
Được rồi, đi lên trên kia đi. Đội thợ làm việc trời lạnh nó vẫn mặc quần đùi áo phông được nhỉ? Không thấy có cái vấn đề gì, ấm. Mình càng thấy trưa thì mình càng thấy lạnh. Thôi đi nhá, làm nhá. Đây là điếc đã lập mái rồi, ngon nghẻ hết rồi đấy. Điếc sẽ có cơm làm nhà mới nhá, của một chị ở bên Anh Quốc và một chú tên là Cậu Tư đấy, sẽ gửi tiền cho điếc để làm nhà mới, mỗi người 1 triệu, của cô Đào Thị Cẩm ở bên Anh Quốc gửi cho điếc 1 triệu và Cậu Tư gửi cho 1 triệu. Đấy, để điếc làm 5 mâm cơm vào nhà mới. Xin chào. Sáng nay làm cái gì đấy? Em giúp lập. Giúp điếc lập à? Vâng. Bây giờ thì của Trần đã là ok hết rồi. Đấy, gần như là xong hết rồi. Đây này, đấy, các bạn nhìn thấy rồi. Là Trần nó cũng đổ cả cái này rồi này. Đây này, đổ hết xong cái này rồi. Đấy. Còn bây giờ mấy nữa thì cho Trần làm tiếp 2 gian chuồng lợn ở đây. Đấy, san đi để làm chuồng lợn. Đấy, còn chuẩn như bây cái cát này bây giờ còn làm gì nữa không? Chắc chuồng lợn gì? Đấy. Điếc đang ở trên kia. Đây, thế nó không bào cái này đi à? Cứng quá không đào bào được á? Ẹc. Khô cứng quá. Đang làm gì đấy? Thế hôm nay nó đã lấy được 5 bao xi chưa? Tí nữa chở chiều nay là phải đổ xong cái kia nhá. Không thì nếu mà không đổ thì ngày mai đổ đi. Bảo chiều nay thằng Trần đưa thằng Điếc ra ngoài để đi mua tivi đã. Không, thế thì không kịp thì để mai đổ. Chiều nay bảo nó lấy xi lên xong là chiều nay bảo nó lấy xi lên 5 bao lên xong là chiều Chẩn đưa cái đấy nhá, đưa chiều nay đưa thằng Điếc ra để đi mua cái tivi. Biết số của anh Ước chưa? Em biết rồi. Xong mà lấy thì anh Ước anh sẽ liên lạc cho, xong là ra cái chỗ nào khoảng 4:30 5 giờ nhá. Ra đấy xong để mua tivi, mua đầu chảo về để đấu nhá. Còn có 2 người giúp cho là có cơm nhà mới rồi. Đấy, là làm 5 mâm. Nhớ chưa? Đấy. Đấy là chủ nhật thì làm nhá. Đấy. Còn xong nhà điếc này, điếc nó sẽ láng xong cái nền này và mua tivi xong nữa là cái này đây này, cái này bảo nó mua cái ống nước xẻ ra, cái ống nước xẻ ra để như nhà báo ấy, làm nước nó chảy đi nhá. Đấy, được rồi, ok, nhớ ra chiều nay Chẩn nhá. Bảo thằng Điếc nhá. Đây tivi đây. Kệ để ra. Mua tivi sẽ để vào trong kia. Đấy, còn đâu là xong nhà Điếc này, Thắng sẽ cuốn chiếu xuống tiếp nhà em Sùng nhá. Xong hết tất cả cái này thì sẽ cho Điếc và Chẩn cùng nhau làm thêm chuồng lợn. Đấy, Điếc sẽ làm 2 ngăn, còn Trần sẽ làm thêm 1 ngăn ở bên kia nữa. Đấy, đào cái chỗ ấy đi. Đấy, 1 ngăn hoặc 2 ngăn cũng xẻ đôi ra nhá. Để có lợn con lợn Điếc đấy rồi là cho ra đấy. Đội này 2 bà vợ này không bao giờ đi thế dép bao giờ thế nhỉ? Thế có người hả? Toàn đi chân đất thôi. Chân khỏe nhờ.
Đấy, bọn Trần nó chịu khó đi dép này. Đấy. Điếc pha chè nhanh nhẩu lắm. Thôi. Không uống đâu. Chủ nhật này là có cơm cho điếc để mời các anh em của mình vào nhà mới rồi nhá. Đấy. À, Sùng thì hôm nay đổ xong nốt sân rồi. Đấy. Sùng khả năng chiều nay, chiều mai ngày kia lúc nào ra là cũng mua nốt cho tivi với cả giường tủ nữa là xong. Đấy. À, tháng không còn cái gì nữa để phải lưu luyến trong cái hạng mục các bác rút tiền nữa. Đấy. Đà đây, sắt đây rồi. Xi đây rồi. Ui mày làm cái gì thế này? Ôi giời. Ai dạy cắm cái này này? Là cái này để. Để làm gì? Hả? Chào anh ạ. Thằng ấy dạy cái này à? Hả? Sự có dạy làm à? Hay là ai dạy làm? Sùng làm á? Ờ, mỗi nhà đều có một. Vừa bảo là nó đi học tận đâu vậy đấy. Hả? Tưởng là cái này phải cắm mảnh chai vào chứ, cho bọn nó đi vào cho nó đứt chân ra chứ. Cắm cái này. À, trang trí à? Cái này trang trí à? Nhặt cái đá này đâu? Suối kìa. À? Đá quậy ấy nhỉ? Được. Cứ làm đi. Làm được cái gì hay cái đấy. Sợ là không làm thôi. Cái này ông be kiểu gì cho nó đỡ bị ấy. Sáng nay đổ à hay tối hôm qua? Tối hôm qua. Hả? Hôm qua là. Hôm qua à? Ờ. Đi vào được chưa? Đi vào được rồi. Đấy nhà nó bây giờ. Thế là lấy lên bao nhiêu bao xi rồi? Hôm nay lấy bao nhiêu bao? 15 bao. Hả? Lấy bao nhiêu bao? Hôm nay chưa, không ở nhà. Sùng chảy mấy bao thế. Hỏi nói tiếng Mông xem nào, xem bao nhiêu bao. Thảo chả bao lỏ nà. Bảo là 15 bao. 15 bao. Sắt kia là 10 cân nữa nhá, mua thêm rồi nhá. Cho các ông rồi nhá. Mấy cả cái một xe cát bê tông nữa nhá. Một xe cát bê tông nhớ chưa? Ờ đấy. Làm cái gì chả phải dính xi. Hôm nay đang ghép cốt phà. Đây là hôm nay là có một bác tên là bác Phú, chị Phú đấy, ở Hải Phòng có gửi cho sự thợ xây này đấy, tay bị đau nhưng mà không biết là hôm qua đi đón vợ còn sưng thê nữa, hôm qua đi xe nhiều không biết là tay đồng chí này như nào, nhưng mà Thắng cũng đã khuyên mấy lần là bảo là đi ra ngoài thành phố khám đi, kiểm tra đi, chụp chiếu gì đi, nhưng mà tay chân như này mà vẫn cứ đi làm này thì cũng không được, tại vì là đồng chí này là nhận cái công trình nhà vệ sinh này đấy, nhưng mà nếu mà phải thuê lại thì nó không có lãi đúng không, không có công phải không? Đấy nên là vẫn cố gắng đi làm tham việc đấy. Đây thì Thắng gửi 2 triệu của bác tên là bác Phú ở Hải Phòng, thì anh Thắng xem lại xem rõ tên đúng không ạ, tại vì là nhiều bác gửi là nó đúng rồi, bác Phú ở Hải Phòng. Vâng. Bác ấy 72 tuổi rồi. Vâng, em cảm ơn bác Phú. Bác là con gái. Đấy, đây ước lấy cho 500 cho anh. Đấy, gửi cho thợ xây nhá. Đây là thợ xây sự nhá. Đấy, cầm 500 nhá. Đấy, nếu mà điều kiện ấy được thì đi kiểm tra đi. Cái này thì bao xong là xong cái này thì mà ông đi mới đi kiểm tra là tay ông có thể ấy đấy. Ông mở hết ra tay tôi xem nào. Để ở đây xem nào. Ôi dồi, đây đây nhá. Cái cục này là không phải đau à? Phải nghiêng cái này là đau à? Cái này sưng. Ông thử giơ hai tay đều song song nào. Ôi dồi, tay này sưng hẳn lên, cong vênh hẳn đây rồi phải không? Vâng. Ước. Xem nào. Chỗ này đau chỗ này à hay đau chỗ nào? Từ chỗ này hết. Đoạn này, đây này. Đoạn đúng vâng. Khớp này luôn. Ôi dồi, đang này say mồ. Hơi cong cong tí. Hơi cong cong thôi à? Hơi cong cong.
Nhiều cái cong lại hay đấy, chứ thẳng chưa chắc đã tốt đâu. Thôi, nhưng mà ông đã đi bó thuốc gì cho vào chưa? Bó từ hôm đến giờ đã. Bó thuốc năm kia mấy hôm thôi, không đỡ. Hả? Mua thuốc Tây. Mua thuốc Tây uống giảm đau à? Vâng. Ôi, ồ. Thế thì sợ quá. Anh bó thuốc Nam là đấy, nhà sùng này xong thì sùng bôi quét cái ấy này đi nhá. Ừ. Quét xi tinh đi nhá. Quét xi tinh xong là một xe cát kia nữa là để trở lên đây để em đổ hết cái chỗ này đi nữa nhá. Nhớ chưa? Cao nhưng mà phải san mặt bằng đi ạ. Chờ xong cái này nhá, có hè nhá ông thợ xây ơi. Có một cái hè ra như nhà báo nhá. Đào ra cho người ta xong là ông chạy một vòng gạch đấy cho để nó như là nó rửa chân rửa tay đấy. Lập cái gì? Lập cái gì? Đây đổ mái luôn mà. Đổ mái nhưng mà làm cái bếp đây đun củi phải lập qua cái mái luôn. Bếp đun củi lập qua cái mái này á? À? Cần gì? Sao mà phải lập qua cái này cần lập liên qua thì không phải đổ mái. Ý nó là nó lập một cái mái thẳng kiểu như cái trái. Lập nó chậm mà đây thôi gì, cho nó chảy vào đây thôi gì, chứ không phải lập vào sát đây. Chứ còn làm gì mà lập qua bên này làm cái gì? Làm nó chảy về đến đây sao? Đấy nó chảy về trên đấy thôi. Trên này luôn đấy. Xong nhá, xong là cào hết cái này ra. Đấy. Ừ, đấy. Thằng Trần nhớ là chiều hộ anh nhá. Là ra cái đưa nó ra thế giới sách xong à, đưa ra cái điện máy xanh đấy xong là để anh dẫn nó đi mua ấy nhá. Mua cái tivi cho thằng Điếc để cho nó chắc là biết đấu hết rồi chứ nhỉ? Biết đấu không? Thôi cứ nhờ hôm nọ đấu nhờ của nhà ai nhờ như nào thì bảo nó nhá. Đấy, nhà sùng đây. Sữa ông nhìn giống hệt cái đổ cái của nhà thằng Báo nhá, như nào ông phải đổ cho nó như thế nhá. Không là cái người ta dặn tôi là giống hệt đấy đấy, mẫu thiết kế đấy, y hệt đấy. Ừ. Khoảng mấy hộp gạch không biết nhỉ? Hộp gạch bê tông nữa. À, gạch hoa nữa, ốp gạch hoa. Đấy, nhà sùng này không có điểm quan sát mấy. Tại vì nó hơi vướng. Đấy, hoa vàng này đẹp không? Biết hoa gì không? Hoa này mà vợ chồng cãi nhau là cứ ra làm ba bông hoa này thì hoa hết cả mắt luôn đấy. Thôi làm đi nhá. Thế đủ sắt rồi nhá. Sắt đủ hết rồi nhá. Thêm 10 cân sắt rồi nhá. Một xe cát bê tông nữa là để đổ hết cả bên này ra nhá. Sùng nhá. Đổ mái này vào đây đổ nữa. Thế là ok đấy. Tí nữa anh xuống là anh thanh toán hết tiền cho ấy kia rồi đấy. Chỉ còn mỗi cửa của hai nhà này nữa thôi. Đấy, để xem, để anh bảo báo xem là tại sao họ chưa mang cửa lên lắp. Đấy, chỗ này như khả năng nó đổ mỏng quá rồi. Đổ ra xong đổ sợ nó mỏng quá là mai nó gãy đấy. Để ý con chó như thằng Điếc nó chạy đến đây nó dẫm vào nhìn nó xấu đi. Mai nó bít hết vào. Quét cái này xong mai khô quét xi tinh. Nhà sùng thì sang tuần nhá, sang tuần thì bắt đầu chuyển tiếp tục đến mua đồ đạc cho nhà sùng nhá. Giường, bàn ghế, tivi, chảo, kệ nhá. Đấy. Đó. Thế là đủ hết các diễn viên điện tử, điện ảnh rồi nhá. Đây là cái này làm này thì tí nữa chat làm tiếp đi nhá. Bảo sùng ấy. Đắp vào làm tiếp đi. Trang trí gạch ngói đá cảnh đá kiếc đá phong thủy vào ghê.
Cái này là nhà nó bôi được nhiều cái xi ấy này này. Xi xi măng tinh này này. Nhà anh Trần hôm nữa bôi ít xi măng tinh. Em bôi xong nữa. Nhưng mà sao của nó nhẵn như này, của mày lồi lõm thế? Không lấy bàn xoa oánh à? Hôm đấy lấy bàn xoa oánh đi. Thế bảo cái quyển giấy bút đâu nhỉ? Bảo nó làm thôi. Được rồi, chiều thằng nào nó cũng đưa ra. Bảo nó chiều nay đi ra mua tivi. Để anh đánh vào điện thoại nhá, rước đánh chậm á. Chiều nhá, ra mua tivi. Không, anh không vào nữa. Bây giờ đi xuống dưới kia. Đấy, chỉnh cái này chỉnh nốt đi nhá, xong ngày mai phải đổ xong cái này nhá. Chiều mua tivi này. Ngày mai đổ xong cái này nhá. Đây này, đổ sân này. Chỗ này còn được bao nhiêu? Chiều nay đi xuống chở xi. 5 bao nó chở vào rồi đấy. Thằng Sùng nó chở lên rồi đấy. Thằng Trần đang giúp làm cái này à? Rồi, làm đi nhá. Anh xuống dưới kia đây. À, bây giờ xuống đến nhà trưởng thôn đây rồi. À, đâu nhỉ? Trung ơi. Đâu đâu xem như nào. Cái này thì hôm nay Thắng thanh toán cho ở nhà trưởng thôn đây nhá. Cho Trung lấy nốt cái, bây giờ là cái tiền bên nhà, ngồi hẳn lên trên kia đi. Cái tiền bên nhà Biếc này, nhà Sùng này, nhà Trần thì xong rồi. Bây giờ là Điếc, nhà Sùng với cả nhà trưởng thôn này. Đấy, nhà trưởng thôn thì hôm nay gửi 30 triệu. Gửi gửi là 20 triệu. Còn đâu là nhà, bây giờ cộng cho anh xem nào. Anh cộng hết rồi, tổng cát ở hai nhà, nhà Điếc với nhà Sùng là vào chở được 3 xe cát này. Là vào 3.6 triệu này. Ba năm bao xi, một lần là 15 bao, một lần là 20 bao. Đấy, là vào 2.1 triệu. 10 cân sắt hôm nay vào 170.000. Đó, là gạch là một lần là 500 viên, một lần là 300 viên. Là 800 vào 800 viên. Rồi tổng ra bao nhiêu? Em tổng vào 7.470.000. 7.470.000 phải không? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. 74, đúng không? 74 triệu. À, 7.4 triệu đúng không? 7.4 triệu mấy trăm đây? 70.000 mấy triệu tư. 70.000 nữa phải không? Có tiền lẻ đây không? Không có tiền lẻ đấy phải không? Bao nhiêu anh? Tiền lẻ. Giả anh là 130, 100 nữa cũng được. Em có tiền lẻ thôi. 150. Rồi bây giờ cứ cho là nợ 70.000 chú nhá. Đây là 20 triệu tiền vật liệu trả thêm cho nhà đồng chí trưởng thôn. Em đến đi, 20 triệu. Là hôm nay Thắng gửi 20 triệu tiền nhà trưởng thôn và 20 triệu tiền cho nhà vật liệu nhà anh Vư. Anh cụt tay ấy. Đấy. Còn hôm nào cộng nhà anh Vư xong. Đấy là Thắng chưa xem sổ. Sổ thì tất cả là báo đã ghi hết rõ ra rồi. Còn như nào đấy thì hôm nào là Thắng sẽ cộng sổ với cả báo với cả chung. Đấy. Còn nhà anh Vư là rõ ràng rồi, là tiền công xây là 25 triệu. Đấy. Ở nhà anh Vư cụ tay ấy.
đủ chưa? 20 triệu đấy là của nhà trưởng thôn nhá, tiền vật liệu nhá. Đây là 20 triệu tiền nhà của anh Vư Cụt Tay đấy, chú đến tiếp 20 triệu. Còn trên đồi thông là anh không còn nợ nần gì chú nữa rồi, khi nào trở tiếp thì anh lại gọi đúng không? Đấy là rõ ràng đấy, là hôm nay là trên đồi thông là Thắng cũng đã lại thanh toán hết tiền sân, tiền vật liệu sân này, tiền vật liệu nhà vệ sinh này cho nhà em Sùng này, rồi là tiền nền nhà bếp của em Điếc này. Đấy, thế là nhà các nhà các em đấy là Thắng cũng đã lo liệu là gần như là ổn hết trên cái đấy rồi. Chỉ giờ chỉ còn là hôm nào thì xây chuồng lợn đấy là sẽ tính tiếp là cho nhà Điếc và nhà Trần. Đấy, mỗi nhà 2 ô chuồng lợn để phát triển kinh tế nuôi lợn. Cũng không biết là chẩn nó 4 con kia là nó sẽ nhân ra được thêm mấy con nữa đấy. Thế là bây giờ còn đang 2 con lợn giò mỗi con khoảng hơn 30 cân nữa, và 2 con trâu đấy. Điếc thì 1 con trâu và sẽ mua thêm cho 1 đôi lợn của chị Thủy Hồ cho. Đủ chưa? Đấy là tổng là 40 triệu nhá. Đấy, nhà quả là anh cũng gửi nhá, hôm nào tiếp tục anh lại gửi tiếp là 30 triệu nữa đấy cho em nhá. Đấy, chuyển còn đâu là cái tiền vật liệu mà ở trong nhà em nhà anh Cụt Tay thì là hôm nào anh sẽ xem sổ cộng sổ với cả báo. Đấy, báo nó chấm vào mà bao nhiêu với cả em mà đúng không? Tích vào sổ. Đấy là bây giờ anh là còn nợ em 70k, chuẩn chưa? Nhớ nhá, hôm nào có 50k anh trả cũng được. 50k 70k. Ừ, chiều nay, chiều nay 50k là được rồi. 50k là được rồi. 70k. Đấy, thế là bây giờ thì đã xong xuôi rồi. Đồ ăn mua vào đây cùng mấy cả nhà trưởng thôn thì hôm các bạn biết rằng là tại sao là Thắng hay phải ăn cơm lại như vậy. Nhiều bác là bình luận ăn cơm Thắng không muốn nói lại những cái câu như này, nhưng mà thực sự là ăn cơm ở đây là đến giờ nó rất là muộn rồi, Thắng quay ngược ra nó không kịp ăn nữa, mà Thắng muốn ăn bát cơm thôi, xong là để Thắng về đi thẳng ra cơ quan đi làm đấy, chứ không phải là đến đây là ăn uống rồi là thế này thế kia. Thực ra bà con còn rất thích Thắng ăn cơm lại cùng với, nhưng mà vì là do cái điều kiện đi đến đây là phải ăn cơm, không là Thắng chạy kịp ra ngoài kia thì Thắng vẫn phải ăn bánh mì đấy, nó dở là như vậy. Rồi, đi nấu cơm nhanh, ăn cơm thôi em ơi. Có mấy người thợ? Có 4 thợ. Các anh thợ chính là em mê đây nghỉ không? Vợ đẻ, hôm nay nghỉ. Vợ đẻ à? Đấy, đồ này thì quá ngon rồi. Quên mất thế anh không lấy thêm nhánh rừng ở trong thôn trong bản, nhưng mà rất là hiếm rừng. Rừng năm ngoái là bà con như kiểu nhiều lắm. Bà con như kiểu không thích ăn rừng đấy bà. Tôi thích ăn đâu, trồng bây giờ một tháng mấy nó trồng rồi? Tháng hai là bắt đầu trồng ngô, xong là mình trồng rừng luôn, trồng nhiều lắm, nhưng mà trồng có giá. Chặt nhanh nhỉ, không ra cắt tốc nguội rồi, thế này mà còn không băm chặt được nữa thì còn ai băm chặt được nữa. Trong đó có quả trứng nhá. Rồi. Trứng á? Đấy, trong đó còn một quả trứng này. Vâng, chưa lấy ra. Đấy, là 2 bát nhỉ. Có bao nhiêu người? Mấy anh em đây thôi. Đây canh cay này, bật lại cho nóng quá. Không múc ra. Trời rét này chỉ cần dừng lửa tí thôi. Thank you.
ba đĩa không đủ đâu quả. Thêm một đĩa nữa. Thì bên kia có mà. Năm đĩa đấy, năm sáu đĩa đấy, nhiều mà. Năm sáu đĩa đi. Một con hai đĩa cho thêm hai đĩa. Đâu? Từ từ đấy. Được, chọn cho. Cho thêm một đĩa nữa đi xuống. Thêm một đĩa nữa. Được rồi, không phải đĩa nữa. À, bê ra đi, ăn cho nhanh. Béo ơi, con này béo ơi. Chia lòn đỏ cái nữa, chia. Đỏ cho thêm đỏ gì cho thêm lòn này. Cô cho đỏ cho tẩu tí nhé. Cái gì đây? Món ngon đấy. Món gì đây? Lấy đĩa để lấy đậu ở bên kia đó. Đâu? Món gì? Đậu à. Khoai mon. Khoai mon. Ừ. Quả này ngày xưa ở nhà ăn suốt. Sắp chín rồi đấy. Cái này gọi là món hổ đốn. Thịt này, xong là lòng này, gan này, rồi là phổi này. Lách nữa. Thế là thợ cả là hôm nay vợ đẻ rồi à? Vợ đẻ hôm nay nghỉ. Đây là. Chắc là nghỉ đấy. Nghỉ luôn á? Sáng mai ngày kia mới xuống à? Trên Quản Bạ nhỉ? Không, trên Minh Tân thôi. Nhà ngay chỗ cây 31, cây 32 ấy thôi. Ngay cạnh đường mà. Bây giờ biết cũng là cành cây. Cành cây. Cành này là canh của người Mông. Vâng. Sao múc ít thế? Muốn là hai cái mà. Hai cái nhưng mà múc thế người ta gọi múc kiệt sĩ. Phải múc hết chứ. Anh cầm để em cầm cái này em đủ cho anh luôn. Sợ cẩn thận cái chảo nó quay ấy. Nóng. Đấy sao nào? Được rồi. Rồi. Đây từ từ em này đổ cái này thêm vào đi. Anh đi ra thôi em đi. Đi ra bên kia. Ước nó kéo tay. Được rồi, được rồi. Đây. Cao nghe không? Kéo cái gì? Tay trái suốt ngày bị chửi. Kéo tay. Đánh vợ không đau suốt ngày nó chửi cho. Được rồi. Đấy, thơm phức. Chả, xả. Gì? Sao ấy? Ngồi đi các bác ơi. Bảo các bác thợ vào ăn đi. Vào ngồi cơm thôi. À. Ăn nhanh cơm thôi còn ra. Cơm cho các bác ơi. Vâng. Sao đây tí cơm đây nữa này. Cơm đây là từ sáng nay cho nên nấu chưa ăn gì luôn. Rồi. Nhiều việc quá bận không kịp ăn cơm đâu. Rồi sáng nay là
Nó biết ăn chưa? À, trẻ con vùng cao 6 tháng đã cho ăn thịt rồi. 6 tháng dạ. Biết nhai là cho cơm ăn rồi đấy. Ừ. 6 tháng, 4 tháng là họ đã cho ăn cơm rồi. Nhai nó ăn chưa được chưa? Sao rồi? Cơm đi các bác ơi. Cơm sao? Cơm nóng. À. Cơm nào cũng được. Sới rồi. Ăn đi các bác ăn đi. Cơm rồi, nó đi thôi. Vâng vâng, mời các bác ơi. Vâng. Bảo bà kia ngồi xuống, vợ trưởng thôn ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Đây, gọi mấy đứa mà. Rồi, bỏ cái nồi cơm đây, ngồi xê đây cho bà mới cả ấy ngồi. Anh ngồi vào đi. Anh trai của trưởng thôn tên gì nhỉ? Anh gì nhỉ? Chính à? À đây, trưởng thôn để lấy cho bát cơm nóng. À, ngồi sát được vào đây nữa ông để đẩy cho bác ngồi. Đủ chỗ ngồi không? Vâng, vâng. À, lấy thêm một cái đĩa nữa, chia cái này đôi ra bên này nữa. Cho để giữa kia gắp mới cả đây gắp. Vâng. À. Chia đây. Ăn đi ước nhanh còn ra. Không tí nữa anh ăn xong rồi này rồi còn ngâm như rồi. Ờ ăn đây con Trung. Chưa mời được thằng Trung bữa cơm nào, toàn mời nó ăn cơm trên bản cùng. Cơm như này mới vui anh. Ừ. Sợ chú đi theo anh lại không ăn được. Đấy. Đẩy kia ra kia tí cho bác gắp nó đỡ vướng xa đấy. Đấy, cho ra giữa này là được rồi thì bên kia lại đẩy cái kia về ba đĩa đấy, bên đang cuối rồi được rồi quả thì kia đấy thì giữa này đấy rồi đấy, đồng đều chưa? Đâu đi. Thôi ít nha. Tí nữa tránh no không đồng đều. Không có đó trên đấy tại nó nữa cơ. Miếng này ngon. Thịt lợn đen. Nó nói thì nói là một cái rọc là cái màn đầu. Đấy, thành ba mâm luôn. Đấy. Ừ. Cho nó rộng ra. Đấy. Được rồi, còn ai thiếu cái gì thì hô lên nhá. Ăn đi, ăn đi. Quá mát, cơm ngon. Này nha, cơm nhá. Ừ. Thịt gà này là gà của nhà trưởng thôn luôn đấy phải không? Ừ. Có nhiều bác bình luận bảo gà Lũng Cán sắp sửa tuyệt chủng rồi đấy. Tuyệt chủng chưa? Lan đủ là hết rồi. Sáng nay em đi sang bên kia rừng bên kia lấy rau đắng nhưng mà bận quá không đi được. Ừ. Cái ông tiệt chủng nó được báo nó đi nó giật cả rễ về rồi. Cảm ơn gia đình. Ừ. Rồi. Cảm ơn nhé. Thôi xin phép nhá. Rồi các bác ngồi ăn cơm nhá. Bác thợ ngồi nhá. Trung ngồi sau nhá. Anh đi ra đây. Ừ. Ra còn kịp giờ. Chào nhá. Ừ. Ờ rồi. Ây giời. Ngại nhất là xuống cái cầu thang. Úi giời. Trước có cái bậc thang to cơ mày. Bậc thang to để trong nhà ấy. Từ từ nhá. Đấy, nhà của trưởng thôn đấy.
làm cây trống đổ khung đổ bệ xong rất là đẹp. Này xong nữa là sân, đây là sân dài sẽ thẳng vuông đây ra đây đó, rất là đẹp. Đấy, cơm bây giờ đã no rồi, Thắng chạy khẩn trương ra đây.